Xin chào các bạn. Như các bạn đã biết, hiện nay thì ở Sài Gòn và ở các tỉnh lân cận thì xảy ra rất nhiều vụ cháy, như là các vụ cháy ở tòa nhà Katrina cũng như là các căn hộ chung cư ở quận 2 và các tỉnh khác của Việt Nam. Chính vì vậy, cái nhu cầu của các sản phẩm báo động chống trộm, báo cháy chính hãng là rất cần thiết cho quý khách hàng. Hiện nay công ty Nano là nhà phân phối độc quyền sản phẩm báo động thương hiệu báo động chống trộm và báo cháy thương hiệu Carasan. Công ty Nano khuyến cáo các bạn nên mua những sản phẩm chính hiệu được nhập khẩu trực tiếp từ nhà phân phối để tránh phải trường hợp như các bạn mua phải hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng. Về các sản phẩm báo động chống trộm báo cháy là nó liên quan đến tính mạng và tài sản của gia đình các bạn. Nếu như các bạn mua phải hàng kém chất lượng và không đúng hàng chính hãng thì nó sẽ gây đến tổn thất về vật chất cũng như là tinh thần của gia đình của các bạn. Đấy. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn mua đúng cái sản phẩm chính hãng do công ty Nano phân phối. Trước tiên là các bạn phải nhìn. Đấy. Rồi trên cái đầu báo khói các bạn phải xem là có cái tem chống hàng giả của Bộ Công an Bicotec và cái tem Carasan, cái model SS169W. Rồi phía mặt sau của cái sản phẩm báo khói này, khi các bạn mở ra các bạn phải có tem chứng nhận, tem chứng nhận và tem bảo hành của nhà phân phối. Các bạn lưu ý khi mua sản phẩm cần phải có tem chống hàng giả của Bộ Công an. Vì nếu như các bạn mua phải hàng giả, hàng không có cái tem này thì các bạn không được đảm bảo về chất lượng cũng như là gây thiệt hại đến tài sản cũng như là tính mạng của gia đình của các bạn. Chúng tôi không chỉ khuyến cáo điều này đến người tiêu dùng cuối mà chúng tôi cũng rất mong muốn các khách hàng là đại lý, nhà phân phối cũng nên tư vấn và hướng dẫn kỹ cho người tiêu dùng, khách hàng của mình để mua được những sản phẩm chính hãng và đúng chất lượng do công ty Nano phân phối. Tôi xin cảm ơn và xin chúc sức khỏe đến các bạn, một ngày vui vẻ và an lành. Các bạn có thể tìm hiểu thông tin tại địa chỉ, số điện thoại và tại website. Chúng tôi xin cảm ơn các bạn.